không mưa cắm cũng có nhiều, À. có mấy đợt mưa được rồi cắm cũng khá à. Dạ. Cắm được rồi là hai anh em cầm là bữa 50 kg đó, Ồ, 1 ký là bao nhiêu tiền con ký quên rồi. có 27.000 à, 5 ký là được 100 ngàn. trăm Trăm, ngàn trăm trăm ngàn. mấy đợt Là ngày trăm. đó là ngày cuối. Ừ. Con Dạ buổi hồi xin chào cô còn bác chỗ quý anh nào luôn chị. nữa hả? Giờ này giờ cũng buổi tối chập khuya rồi. Ít có dịp về Trời ơi. xã Cần Đăng này để thăm và lại hoàn cảnh của ba chị em mà sống trên ghe. Con chào bà ba. Ôi con đến khuya quá rồi, bà có ngủ chưa? Chứ làm cái chưa ngủ. Mấy hôm nay bà ba có ngủ được không? Được, ăn ngủ được. Ở dưới ghe thì còn ông đi chơi hết trơn, hôm qua nhà tao đi hết rồi. Ồ, đi hết rồi hả? À, có mình nhà rồi tối đúng cổ ngủ à. Dạ. Bà ba đây là Phong nên giới thiệu em. Bà ba thì sống ở đây, mà sống ở trên cái trại này. Còn hai người em của bà thì ở dưới này. Ở dưới ghe kìa. Ở dưới ghe Cái kia. ghe. Trại Ở dưới này cũng ghe ta chất người ta cho nữa đó. Ở đâu ngồi dưới cái trại, ngồi dưới ghe đó. Không có rồi. Ông ba ơi. Ủa ông Bảy ông Bảy ơi. Ghe không ạ? Ông Sáu ơi. Nó có. Có mà. Thôi bà ba thì tụi con đi xuống dưới trời rồi, tí xíu tụi con lên nha bà ba. Bà ba với lại ông Sáu, ông Bảy là ba chị em ruột của Phong. Phong ơi, từ quê thì ở Bến Tre, ở đây cất lúa mướn đúng không? Con chào ông Sáu, ông Sáu hay ông Bảy đây? Ông Bảy, là ba ông Bảy. Ông Sáu với Bảy có đây luôn hả? Có trơn, ổng ngủ rồi, ổng mới. Mấy ngày nay có đi đặt ếch không ông Sáu? Đi cầm chút xíu nó đi nhổ rồi. Đi cầm rồi hả? Nhiều giờ lắm. Anh giới thiệu với Phong thì năm nay ông Sáu năm nay là 64 không sao? 63. 63. Còn ông Bảy? 61. Còn bà ba? 73. 73. Khoảng mấy giờ ông Sáu đi đặt đi thăm ếch? Khoảng chừng 11 giờ đi rồi. Giờ này mình ngủ sớm hả? Ngủ sớm mình đi khuya đi nhổ câu. Đi xa không sao? Xa chứ đây cũng tới kinh 2, trên kinh 1 rồi xuống tới dưới luôn. Còn con cây mấy số hay số gần 2 số. Gần 2 cái số luôn. Ba chị em ruột đúng không? Ba chị em ruột bà ba là lớn nhất nè. Ông Sáu rồi ông Bảy. Bà lớn nhất đó. Dạ. Như vậy thì sao ba chị em mình không lo lập gia đình đi. Khổ người trái ở đó lập gia đình. Ba người cô đơn hết, có bà ba thì có chồng nhưng mà chồng mất rồi. Chồng bà mất lâu lắm rồi, bà mất bà hồi tôi mới có là 7 tuổi hay 8 tuổi rồi. Ông Sáu rồi sao ông Sáu không kiếm vợ đi cho đỡ cực. Trời ơi, khổ rồi cực luôn, nhưng mình ai là cho nó cực luôn, chứ biết sao giờ có vợ con nó ấy rồi còn khổ thêm nữa. Nhưng mà làm sao mà mình ở dưới quê, mình ở Bến Tre mà mình dạt lên tận An Giang mình. Vì mình nghèo quá rồi mình lên đây mình mướn đó, thấy cái cảnh bên này dễ sống hơn ở dưới, rồi ở trên này sống luôn chứ không có ít gì dưới. Ủa ông Bảy đang nằm ở trong trong mùng hả anh Hồ? Đó là Sáu. Ông Sáu. Đây là mình đang nói chuyện với ông Bảy. À, ông Sáu thì ngủ sớm không? Ông ngủ sớm. Ông Sáu ông có 7 giờ là ông ngủ rồi. Có đi ngủ. Có đi thăm câu với ông Bảy không? Cũng có hai anh em cầm theo rồi. Đâu chơi rồi. Lần trước thì anh đến thì không gặp được ông Bảy. Con này nè. Ông Sáu. Không sao đâu, nhíu nó lại. Tối xuống ghe cũng làm như lúc trên bờ không sao. Thật ra thì ba anh em rất là cô ba chị em nhưng mà rất là thương yêu nhau á không? Không bao giờ cự cãi dù một lần nào. Và điều đặc biệt là hai anh em thì sống ở đây luôn lo cho người chị của mình. Đó là bà ba. Thì lo bà già không còn bao nhiêu nữa, bà mấy bảy mấy tuổi rồi không còn bao nhiêu nữa là bà cũng qua đời. Có một điều đặc biệt là ông Sáu thì làm đi cắm câu ếch thì một người đi bắt ốc nè. Rồi làm thơm cho cái mồi ếch để coi con ếch nó ăn. Một người đi cắm, hai cái anh em cùng nhau đi thăm. Trước giờ hai anh em chưa bao giờ là cãi nhau lần nào hết. Dạ đúng rồi đó. Trời ơi. Hòa thuận ghê không? Hòa thuận cái đâu có giờ còn có ba chị em nữa đâu mà sao mà cãi lộn được, cãi lại cãi sao được cãi. Nhà mình thì chắc có lẽ cũng đông người nè, mà sao giờ còn đông lắm. Hồi đó anh em cũng đông lắm. Bây giờ còn có đó cùng còn ba chị em mà.
ba chị em mất hết hay là sao? Mất hết luôn. Bây giờ là người thứ hai, người thứ ba bà ba, người thứ tư cũng tiêu, người thứ năm cũng tiêu, rồi thứ sáu ông này, thứ bảy cô, rồi hồi nhỏ em thứ tám nữa cũng tiêu luôn, chết luôn. Trước giờ nhà mình có miếng đất nào không, cắm vui nào không? Dạ mình có miếng đất nào không ông ba? Ông ba thì đâu có đất, ở dưới ghe này không. Cả cuộc đời mình sống trên ghe vậy á? Hồi lúc ba mẹ sinh ra thì cũng ở trên ghe luôn không? Ở ba mẹ là còn ở lúc còn ở dưới Bến Tre. Rồi sau này mấy ấy nghèo khổ mà dưới cũng thiếu hụt quá mới lên đây, tôi dạt lên đây mình mằng ăn. Hồi lúc mình lên còn có lúa bùa đó, mình gắt mùa thấy trên này hoàn cảnh dễ sống quá, ở trên này sống luôn. ông Sáu ra ngồi xích trước này, có mũi đó không Sáu? Không có đèn là sẽ có mũi hết. Ông sẽ máy điện thoại chút nữa. Ông Sáu với ông Bảy ơi, hôm vừa rồi thì con có thăm lại biết được cái hoàn cảnh của mình. Thì hôm nay con quay trở lại đây cũng vào dạng chập tối. Chú này thì có cũng nhớ có là dạ con hấp đây. Nước cơm đó. Đúng rồi, chú này. Dạ, chú này thì mới dạ. Dạ. Hôm nay thì trở lại đây thì trước tiên là con xin phép ông Sáu với ông Bảy, tại vì trời cũng đã tối rồi. 8 giờ nhưng mà tuổi cao thì cần phải ngủ sớm, khuya thì khó ngủ. Và hôm nay thì con đại diện cho cô Tư ở Mỹ, thì con thay mặt cho cô Tư ở Mỹ gửi cho ông Sáu cái số tiền là 1.300.000 đồng để cho ông Sáu có cái kinh phí trong thời gian sắp tới trang trải những ngày mà mưa gió cắm ớt không được đó ông Sáu với ông Bảy. Con gửi ông nếm lại. Dạ đúng đây này, cũng xin cảm ơn mà chị Tư ngoại cô Tư Mỹ Việt Kiều Mỹ. Dạ cũng điện ấy cho bà biết rồi, cảm ơn cũng rất nhiều lắm. Dạ. Cái đồng tiền này cũng chỉ gửi về cho giúp đỡ chị em tôi cũng rất là mừng. Thì cũng cảm ơn chị đây, cũng gửi nhắn lời gửi bởi ngang. Dạ. Con chúc ông Sáu với ông Bảy luôn cố gắng giữ gìn sức khỏe. Khuya quá, ngày nào đi mưa quá thì đừng có đi nha ông Sáu với ông Bảy. Mưa cắm dính mới nhiều. Không mưa cắm có nhiều. Có mấy đợt mưa được rồi cắm cũng khá à. Dạ. Cắm được rồi là hai anh em cầm là bữa 50kg đó. Một ký là bao nhiêu tiền con quên? Có 27.000 à. 5kg là được 100.000. 100.000. Trăm mấy đã. Là ngày đó là ngày cuối. Còn ngày thất? Ngày thất thì 2-3kg, 3-4kg không chừng hai anh em á. Rồi trúng thì trúng cũng 60kg, đôi khi 8-9kg cũng không chừng. Mưa nhiều là trúng nhiều, bị nước ngập á. Càng bờ ếch nó lên trên bờ á, mình cầm bờ nó dính. Càng mưa càng nguy hiểm thì lại càng trúng. Thì ở đây là tất cả đều nấu cơm củi hết rồi đúng không? Cơm củi rồi. Son đi thui nè. Thôi thì hôm nay mấy anh em tới thì buổi tối.